Cô Tí. Cha, cha đi đâu vậy? Cha đem cáo qua cho thầy. Thầy. Ủa thầy kìa. Dạ chào thầy. Dạ chào. Tí dạo này có tiến bộ nhiều, chăm chú học thơ và hiểu rõ hơn. Dạ tâm sự cũng nhờ thầy. Tôi với mẹ nó suốt ngày quần quật ở ngoài đồng áng, không nghĩ xa xôi, cho con nó học cái chữ cái nhân. Cũng may nhờ có thầy về đây khuyến khích và bỏ công ra dạy dỗ cho cháu. Thiệt là gia đình tôi mang ơn thầy nhiều lắm. Chuyện ơn nghĩa thì ta không dám nhận đâu. Chỉ mong tụi nhỏ được sáng suốt trí óc, thấm nhuần đạo lý ở đời, sau này lớn lên phân biệt chánh tà mà thành nhân. Dạ, thiệt là dân làng có phước mới có được người thầy như thầy ở đây, không có màn danh lợi, từ bỏ chức tước bổng lộc của vua ban, quay về đây dạy cái chữ cho bọn trẻ và chỉ bảo người lớn cái nhân cái nghĩa. Có chi đâu mà chú nói quá lời vậy. Dạ, đâu phải một mình tôi nói, cả cái làng này từ già tới trẻ ai ai cũng nói như vậy, tất cả mọi người ai cũng kính trọng thầy hết á. Dạ, tôi có con cá này kính biếu thầy. Thôi, cứ đem về cho gia đình ăn. Dạ, cái này là tôi câu được. Dạ, xin gửi biếu thầy ăn lấy thảo. Được rồi, lần này ta nhận, nhưng nhớ lần sau ta sẽ không nhận đâu nha. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy con về. Dạ, con. Con Rãng. Dạ, chào thầy. Sao rồi, bác khỏe chưa? Dạ, nhờ số thuốc thầy đưa, tôi bỏ đều đặn cho cha mỗi ngày, nên cha đi tới đi lui được rồi. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Vậy thì tốt quá, khỏe lại là đỡ rồi. Khi nào rảnh á, tôi sẽ ghé qua thăm bác Tư nghe. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, con xin phép. Ủa, dạ, cô gì? Chào thầy. Sao, dạo này Thiên có còn bài bạc không cô? Có lo chí thú làm ăn chưa? Dạ thầy, từ lúc mà nghe lời thầy khuyên, ảnh không còn dám bén mảng tới các sòng bạc nữa. Ảnh gom vốn đi buôn xa, dăm ba bữa nửa tháng ảnh mới về. Dạ, gia đình không còn lục đục như trước nữa. Con đa tạ thầy nhiều ạ. Có gì đâu, như vậy là tốt rồi. Cô cũng phải nhẫn nại cho chồng cô có thời gian để sửa chữa tật xấu nghe không? Người ta thường nói là già néo đứt dây đó. Dạ, con hiểu. À, mà thầy định đi đâu vậy? Tôi đến kênh đốc thúc anh em đào cho nhanh, có nước dẫn về ruộng, dạo này khô hạn quá, e rằng mùa sau thất bát lại khổ cho mọi người nữa. Dạ, vậy con xin phép thầy con đi trước. Khi nào chồng con về, vợ chồng con sẽ ghé qua tạ ơn thầy ạ. Thôi, được rồi, đừng bận tâm câu nệ chuyện lễ nghĩa đó. Thôi, tôi đi nghe. Dạ, con chào thầy ạ.